Với cái tiêu chí tiết kiệm thời gian và dễ làm, sau đây thì mình xin giới thiệu với thầy cô về cái cách tạo một cái bìa cho video bằng PowerPoint và các template có sẵn. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu một chút về cái tác dụng của trang bìa video. Đầu tiên thì nó sẽ có tác dụng làm cho video mình là bắt mắt hơn, rồi ấn tượng, cảm giác là chuyên nghiệp hơn. Và đối với học sinh cũng như người xem thì giúp cho việc dễ dàng tìm kiếm cái video và cũng có cảm giác là hấp dẫn hơn mà mong muốn xem cái video bài học đấy. Cái cách thứ nhất á, là thầy cô sẽ vào cái PowerPoint và mở một cái file mới. Thì ở trên này thì nó có rất nhiều cái mẫu có sẵn. Mình cũng có thể chọn một trong các cái mẫu này. Và kinh nghiệm đối với cái bộ môn của mình thì thầy cô nên chọn cái mẫu nó thật là đơn giản thôi, đừng có cầu kỳ quá. Chẳng hạn như mình chọn cái mẫu này. Và đến đây thì thầy cô dùng tất cả các thủ thuật bao bao mà mình có để trang trí cái bìa này theo ý mong muốn. Hai nữa là chúng ta sẽ khai thác cái kho template khổng lồ trên mạng và chúng ta vào Google và gõ vào từ khóa là chẳng hạn như template PowerPoint free thì nó sẽ ra rất nhiều cái trang để thầy cô lựa chọn. Chẳng hạn mình vào thử một cái trang này thì ở đây có rất nhiều mẫu thì chúng ta sẽ tìm và chọn một cái mẫu phù hợp với cái ý tưởng trang trí của mình. Sau đó là mình sẽ tải cái mẫu này xuống. Tiếp theo là mình sẽ mở cái file này ra và tiếp tục trang trí cho cái slide bìa của mình.
việc cuối cùng là chúng ta cần phải xúc cái slide này thành dạng file ảnh. Chúng ta vào tệp, vào lưu dưới dạng, và chúng ta chọn vị trí để lưu, đặt tên cho file, và nhớ là chúng ta sẽ chọn cái định dạng của file ảnh là thuộc vào hai dạng là JPEG hoặc là PNG, và chúng ta bấm lưu. Chọn là chỉ slide này. Thực hiện tương tự đối với cái slide còn lại. Thực hiện tương tự đối với cái ảnh bi còn lại. Và như vậy chỉ sau vài phút thì ta đã thiết kế được hai cái bìa cho cái video của mình. Chúc thầy cô thực hành thành công.